Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó. Các bạn đã bước qua ngày thứ tư là giữa tuần rồi. Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên mà chứng khoán Hoa Kỳ mở lại. Tại vì hôm qua là ngày lễ tổng thống ở Hoa Kỳ. Có nghĩa là hôm nay đây chúng ta sẽ có rất nhiều cập nhật liên quan tới Bitcoin Spot ETF các bạn. Đó vẫn là câu chuyện lớn nhất mà chúng ta sẽ quan tâm đến. Và chúng ta nhìn thấy được là giá BTC đó ngày hôm nay ở mức là 52.072. Thì coi như cũng không có thay đổi nhiều so với lại cả tuần qua các bạn. Nhưng mà thật ra chúng ta nhìn thấy được là giá rất dao động. Sáng nay đó thì giá đã lên tới mức là 53.000 đô các bạn rồi ngay sau đó bốn giờ đồng hồ liên tục đây giá đã đi từ 53.000 đô xuống tới mức thấp chỉ còn có 50.758 đô mà thôi. Trước khi mà hồi phục trở lại ở mức hiện bây giờ là 52.000 đô thì tuy là cái mức giá bây giờ so với lại lúc tôi làm video ngày hôm qua đó không có thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái giá rất là dao động và chúng ta cũng có nhiều cái thông tin rất là lớn ngày hôm nay, nhất là có nhiều cái động thái thú vị liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Hôm nay là một ngày mà có cái volume giao dịch cực kỳ lớn các bạn, lớn nhất kể từ là ngày đầu tiên cho đến bây giờ Và hôm nay đây chúng ta cũng thấy được là Ethereum cuối cùng cũng đã đạt được 3.000 đô rồi các bạn Ngay bây giờ là 3.008 đô ở trên sàn Coinbase Và Ethereum đó thì tuy vẫn tăng trưởng cùng như là Bitcoin từ năm ngoái tới bây giờ Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng của Bitcoin luôn cao hơn Ethereum Bây giờ chúng ta nhìn thấy được là cái sự hào hứng với Ether cũng đã trở lên một chút Bây giờ đã hơn 3.000 đô và một phần đó tôi nghĩ là liên quan đến thứ nhất chúng ta sẽ có cái cập nhật vào đầu tháng 3 của Ethereum đó chính là cập nhật Dan Kuhn mà thường thường hay chia sẻ với các bạn. Cập nhật này đó chủ yếu sẽ khiến cho những cái mạng lưới tầng 2 của Ether sẽ rất là nhanh các bạn, sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là câu chuyện liên quan tới Ethereum Spot ETF. Nhìn vào quá khứ chúng ta nhìn vào cái tay khoảng chừng nửa năm đó khi mà chúng ta bắt đầu có thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF thì giá cả bắt đầu tăng lên các bạn và tăng liên tục cho đến khi chúng ta có Bitcoin Spot ETF thông qua. đương nhiên không có gì chắc chắn là chúng ta sẽ có Ether Spot ETF được thông qua bởi SEC ở Hoa Kỳ hết. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái khả năng bây giờ vẫn là 60% dựa theo Bloomberg và chúng ta cũng nên hiểu là cho dù có thông qua đi nữa đó, thì trước khi mà có thông tin chính thức cái lòng tin của mọi người là có khả năng thông qua cũng có thể khiến cho giá cả tăng trưởng cái đó nó rất là quan trọng nếu như mà chúng ta thấy được là lòng tin kỳ vọng của mọi người là Ether Spot ETF có thể được thông qua cũng có thể dẫn đến giá tăng và nếu như mà giá không tăng thì đương nhiên có thể dẫn đến một cái cú đâm các bạn nhưng mà đó là chuyện của sau này chúng ta bây giờ từ đây đến ngày đó đó vẫn còn khoảng chừng là hai tháng tại vì khoảng chừng là ngày 23 tháng 5 chúng ta mới có thông tin bây giờ chỉ là khoảng chừng cuối tháng 2 mà thôi các bạn tính ra là tới 3 tháng lận chúng ta mới có cái thông tin chính thức ngoại trừ là SEC ra quyết định trước đó mà thôi nhưng mà ngay bây giờ đây chiến lược của họ vẫn luôn là chiến trì hoãn trì hoãn cho đến ngày cuối cùng cũng như chúng ta đã từng thấy với lại Bitcoin Spot ETF. Bây giờ đó chúng ta cũng sẽ chưa nói nhiều về Ether Spot ETF đâu tại vì chúng ta có câu chuyện lớn hơn trước đó nữa đó chính là Bitcoin Haven. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói thêm rất nhiều về Ethereum Spot ETF. Đó là những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ nói đến từ đây cho đến hè các bạn. Giống như là chúng ta cũng đã mong đợi năm ngoái đã thuận chia sẻ với các bạn là năm nay sẽ là một năm mà rất là sôi động có rất nhiều những cái tin tức liên quan đến đồng này đồng kia những cái cập nhật liên quan đến Bitcoin Haven liên quan đến ETF, chúng ta thì được là mọi thứ vẫn đang diễn ra và nó thực sự rất là sôi động và chúng ta vẫn đang tiến tới những câu chuyện kế tiếp và đương nhiên trong năm nay đây chúng ta còn hai câu chuyện lớn nữa sẽ xảy ra, thuận nghĩ là sẽ vào hè năm nay hay là ngay sau hè đó chính là câu chuyện liên quan tới Fed giảm lãi suất và câu chuyện liên quan tới bầu cử tổng thống sẽ như thế nào các bạn và chúng ta bắt đầu cũng đã thấy có nhiều những cái người mà đứng ra ứng cử cho những chức vụ trong đợt này đó là họ cũng công khai ủng hộ crypto chúng ta cũng sẽ nói đến một nhân vật một lát nữa chúng ta cũng có cập nhật liên quan đến bitcoin hit map các bạn hãy xem coi là bây giờ những cái nhóm địa chỉ ví đó họ đang làm gì các bạn họ đang phân phối hay là họ đang tích lũy cũng như chúng ta sẽ nói tới một số những tài liệu on chain phần trăm có lời bây giờ thời đạo còn bán hay là không và chúng ta nhìn vào hiện bây giờ đã có bao nhiêu lệnh đồ đòn bẩy trên thị trường hiện tại nhiều hay là ít các bạn tại vì nó ảnh hưởng đến cái xu hướng ngắn hạn của thị trường cũng như chúng ta sẽ nói tới một cái thông tin mà nhiều bạn hay hỏi thuận là đào một bịch khôi đó thì tốn bao nhiêu tiền thì chúng ta không biết chắc chắn nhưng mà có một cái thống kê mới nhất được chia sẻ và chúng ta sẽ nói tới ở phần cuối video này nhưng mà trước hết thì các bạn thấy được hồi sáng này khi mà có cái sự điều chỉnh thì đương nhiên một số bạn lại lo lắng và mỗi lần mà chúng ta có cái sự điều chỉnh gần đây thì các bạn thấy một hiện tượng xảy ra đó chính là Tether lại tiếp tục in thêm USDT các bạn chúng ta nhìn thấy được là hồi sáng này đã là họ lại in thêm 1 tỷ đô la nữa và họ đã in rất là nhiều trong thời gian mấy tháng qua rồi các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là Tether in thêm 1 tỷ đô la thì bên dưới đó cũng giống như thường lại Paolo Adorno nghĩa là Tether CEO đó cũng copy và paste cùng một lời giải thích tóm lại là in sẵn nhưng mà chưa phát hành lần nào cũng nói như vậy hết các bạn nhưng mà bài tuần sau là một lần nữa in thêm Tether thì cái mà chúng ta cũng đã từng nói đến trước đây đó là trong cái tình hình mà Tether tiếp tục in thêm tiền thì đó là một dấu hiệu mà khiến cho thường không có lo lắng các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy được là trong cái thời gian mà tether in tiền đó thì những lúc đó thị trường rất là tốt chúng ta nhìn thấy được là chỉ khi nào mà tether không in tiền nữa chúng ta mới bắt đầu có sự lo lắng mà thôi giống như là khi mà thường zoom vào ra các bạn nhìn thấy được là vào năm 2000 2022 đó bắt đầu từ tháng 5 của thời điểm đó chúng ta nhìn thấy được là cái vốn hóa của Tether từ khoảng 83 tỷ đã giảm xuống còn có 70 tỷ và sau đó đi hàng ngang ở cái thời điểm từ tháng 6 mãi cho đến là tháng 1 năm 2023. Lúc đó thì sao các bạn? Từ hè của năm 2022 đến đầu năm 2023 đó thì tình hình thị trường rất là tệ. Tether không in thêm bất cứ đồng nào hết. Rồi bắt đầu họ in trở lại vào tháng 1 của năm 2023 và chúng ta từ từ thấy chuyện gì xảy ra các bạn. Thị trường bắt đầu hồi phục và chúng ta cũng có thể nhìn thấy những hiện tượng tương tự giống như là bên dưới này để chúng ta nhìn vào năm 2018 và 19 á, đường zoom và các bạn thấy rõ hơn. Thì trong cái khoảng thời gian này chúng ta nhìn thấy được là từ tháng 10 của năm 2018 cho đến là tháng 6 của năm 2019 á. Cái số lượng vốn hóa Tether không thay đổi như là họ không in thêm gì hết các bạn. Và lúc đó cũng là tình hình rất là tệ trong thị trường. Và bây giờ thì sao các bạn? Bây giờ thì Tether luôn liên tục in ra trong thời gian này. Và chúng ta nhìn thấy được là trong lịch sử đó mỗi lần mà Tether in, thị trường rất là tốt. Nghĩa là đồng Tether in ra thì đã đi vào trong thị trường và cái số lượng USDT đó dùng để mà mua Bitcoin các bạn, mua crypto khiến cho giá tăng. Đó là cái giả thuyết rất nhiều người đưa ra hiện tại. Tôi nghĩ là Tether in USDT để mà pump thị trường. Đương nhiên, Tether sẽ nói là cái số lượng in này đó họ chỉ phát hành khi nào mà có cái hàng thực sự tại vì tất cả những đồng USDT, những đồng Tether này đều được đảm bảo bởi tài sản tương ứng. Một phần là tiền mặt, một phần là công trái phiếu Hoa Kỳ, một phần là những tài sản khác. Như chúng ta đã từng nhìn thấy trong những cái bản kiểm toán của họ nhưng mà ai biết được các bạn, chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa Tether bây giờ đó rất là cao. Nếu như mà nhìn vào hiện tại đó, chúng ta đã gần tới 100 tỷ rồi các bạn. Đây là đồng mà có vốn hóa cao nhất khi mà nói tới stablecoin và như thường thường hay chia sẻ với các bạn trên này đã có khoảng chừng 7 năm rồi các bạn 7 năm trước nếu như mà các bạn nói với Thuận là 7 năm sau đồng stablecoin lớn nhất ở trên thị trường vẫn là Tether Thuận sẽ không có tin đâu Thuận nghĩ là từ đây đến đó, đó sẽ có nhiều công ty phát hành stablecoin uy tín hơn người ta sẽ tin tưởng hơn rất là nhiều nhưng mà đáng tiếc bây giờ Tether vẫn là đồng lớn nhất hiện tại khi mà nói đến stablecoin đương nhiên chúng ta cũng có USDC nhưng mà cây đồng đó nó vốn hóa nhỏ hơn Tether thì đây là cái sự chia sẻ mà Thuận muốn nhắc lại để các bạn nhớ về cái suy nghĩ thuận liên quan đến tether họ có cái số tiền đảm bảo hay không đó, thì chỉ họ mới biết mà thôi các bạn chúng ta nhìn vào văn bản à, coi như là chứng nhận kiểm toán không phải là văn bản kiểm toán nữa các bạn đây chỉ là văn bản mà công ty nói họ đã thấy cái số lượng tài sản này cho nên họ chứng nhận là có số lượng đó đến từ công ty kiểm toán và công ty tether họ cũng sử dụng công ty kiểm toán thường nhớ là thấp năm nữa các bạn không phải là thấp 4 tại vì thấp 4 đó chúng ta có công ty Deloitte chúng ta có công ty PwC chúng ta có công ty EY và đương nhiên KPMG công ty thường đã làm trước đây nhưng mà bốn công ty đó, đó thì họ không có sử dụng họ sử dụng công ty lớn thứ năm thì coi như cũng rất là lớn và chúng ta cũng đang nhớ là có một công ty đó ở thùng quên rồi đó là công ty hình như là Fitzgerald thì công ty này đó là công ty mà đang lưu trữ cái số tiền này và cũng chứng nhận ở trên truyền hình là họ đã thấy cái số lượng tiền đảm bảo này thì cứ cho là có đi các bạn nhưng mà hiện bây giờ đó tình hình thị trường đang tốt giống như là người ta nói là khi mà thủy triều lên nâng tất cả các thuyền chỉ khi nào mà thủy chiều rút chúng ta mới biết là ai đi bơi không bận quần các bạn thì khi nào mà tình hình dow trend mọi thứ không ổn rồi đó thì những cái không có được ổn mới bắt đầu xuất hiện thì tới đó tính tiếp các bạn ngay bây giờ tình hình vẫn ổn theo vẫn tiếp tục in và mỗi lần in chúng ta lại thấy được là giá bịt đó đã tiếp tục giữ được và hiện bây giờ chúng ta vẫn thấy được là trên 52.000 đô chúng ta sẽ nhìn vào cái thông tin kế tiếp các bạn thì dựa theo look on chain đó thì cái điều thú vị hơn là chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng mà được in ra ngày hôm nay bởi Tether thì khoảng chừng 70 triệu đã được nhanh chóng chuyển đến một cái ví cá voi khác và cái ví này đã dùng 70 triệu đô la đó gửi lên trên sàn giao dịch thì uh, có khả năng là dùng để mà mua crypto các bạn đây là một cái dẫn chứng cũng như là look on chain nói là từ tháng 10 năm ngoái đó thì một ví cá voi khác uh, bắt đầu từ 0x1DBB thì đã nhận tổng cộng là 3.45 tỷ đô la từ Tether, từ con số 14 tỷ họ in ra từ tháng 10 của năm ngoái. Đây là cái biểu đồ được chia sẻ bởi Look On Chain cho các bạn nhìn thấy được là cái địa chỉ ví cá voi này đã nhận rất là nhiều tiền từ Tether. Thuận thì đương nhiên không có bất cứ dẫn chứng nào hết những gì mà thuận chia sẻ với các bạn mới đây đây chỉ là những cái nghi vấn trong vòng bao nhiêu năm qua nhưng mà các bạn cũng đã nhớ là rất là nhiều những đơn vị trong đó có cả tiểu bang New York cũng đã mở cuộc điều tra với Tether thì cuối cùng cũng không có điều tra được gì liên quan đến gian lận hết tới bạn à, họ chỉ có thể phạt Tether liên quan tới một số những chuyện khác mà thôi chứ còn về việc gian lận hay là in mà không có tiền đảm bảo đó thì hầu như không có điều tra được gì hết thì cứ cho là thật sự là có cái nhu cầu đó thì đó cũng là một cái thông tin bullish các bạn cho đến khi chúng ta nhận được cái thông tin khác và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được một cái biểu đồ khác nữa, biểu đồ mà nhiều bạn hay hỏi thuận đó, biểu đồ này là liên quan đến Bitcoin các bạn. Và đây là biểu đồ Hitmap uh, được cập nhật vào ngày 20 tháng 2 nghĩa là ngày hôm nay. Thì biểu đồ này đó không có tiếp cận được trực tiếp các bạn như bạn hỏi thuận là hàng ngày có thể cập cập như được hay là không thì không được các bạn tại vì khoảng 1 2 tuần thôi mới có một cái update. Thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình uh, biểu đồ này như mà nào mà mới đến trên thì rất dễ đọc các bạn ở bên tay trái các bạn nhìn thấy được là những con số này nó đại diện cho cái nhóm địa chỉ ví giống như là bên dưới này là dưới một Bitcoin rồi nhóm địa chỉ ví 1 tới 10 rồi 10 tới 100 rồi bên trên này là hơn 10.000 Bitcoin và cái màu trên màn hình thì cũng rất dễ đọc các bạn từ màu đỏ lên tới màu xanh màu đỏ nghĩa là phân phối nghĩa là chúng ta có Bitcoin rời khỏi những nhóm địa chỉ ví này và màu xanh đậm nghĩa là tích lũy mạnh nghĩa là có Bitcoin đi vào những địa chỉ ví này và đương nhiên chính giữa chúng ta có màu vàng nghĩa là không phân phối mà cũng không tích lũy các bạn nó nằm trong cái tình hình là gọi là trung lập thì chúng ta có thể nhìn thấy được là trong thời gian cách đây vài tuần đó, thì chúng ta có một cái sự khác biệt rất rõ ràng. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình này, chúng ta có nhóm địa chỉ ví từ 100 trở xuống. Như là ngay đây các bạn trong vòng mấy tuần qua đó thì liên tục là màu đỏ nghĩa là gì các bạn nghĩa là phân phối của Bitcoin rời khỏi những nhóm địa chỉ ví này. Nhưng mà ngược lại bên trên này chúng ta nhìn thấy được là những nhóm địa chỉ ví từ 100 cho đến hơn 10.000 Bitcoin những cá voi cực lớn thì lại rất là xanh nghĩa là họ tích lũy. Gần đây đó thì chúng ta nhìn thấy được là trong vòng khoảng chừng 2 tuần qua thì tình hình nó cũng đã chuyển về cái xu hướng gọi là trung lập hơn nghĩa là ở bên dưới này đó những địa chỉ ví 100 Bitcoin trở xuống thì đã từ từ chuyển qua màu vàng các bạn nghĩ là họ không có phân phối nữa còn ở bên trên này đây các bạn nhìn thấy được là cái tốc độ tích lũy của hai nhóm cá voi lớn nhất đó chính là cái nhóm cá voi để thường zoom vật mà thấy rõ hơn là từ 1.000 đến 10.000 Bitcoin đó thì cũng đã có dấu hiệu chậm lại rồi cũng vẫn là màu xanh các bạn vẫn tích lũy nhưng mà dấu hiệu chậm lại rồi nó nhạt hơn như các bạn nhìn thấy à, và chúng ta nhìn thấy một nhóm cá voi vẫn đang tiếp tục tích lũy đó chính là cái nhóm từ 100 đến 1.000 BTC đó là tình hiện tại các bạn tình hiện tại đó thì cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ Bitcoin đó thì cũng đã chậm lại trong việc phân phối nhưng mà cá voi đây thì vẫn tích lũy nhưng mà cả hai đều xu hướng chậm lại ngoài chỉ chính giữa này mà thôi thì có phải chính giữa này là nhiều địa chỉ ví liên quan đến bitcoin smart etf hay là không tại vì đó là đơn vị mà chúng ta biết tích lũy rất nhiều gần đây cũng có thể hoặc là chúng ta biết là cũng có nhiều những cái đơn vị không rõ danh tính như là chúng ta nói tới mr 100 đó thì uh, liên tục tích lũy cũng có thể là có nhiều những cá voi khác cũng tích lũy không liên quan đến bitcoin smart etf nhưng mà đó là tình hình hiện tại mà tôi muốn gửi đến các bạn chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là đối với bitcoin smart ETF, thì tuần vừa rồi theo thống kê là tuần mà có dòng tiền đổ vào rất là mạnh các bạn ở mức là 2.47 tỷ đô la có nghĩa là tuần mà có cái dòng tiền chảy vào rất là mạnh và chúng ta bắt đầu một tuần mới vào ngày hôm nay thì có rất nhiều bạn hay hỏi thuận là có phải trong cái thời gian này khi mà khách hàng muốn mua Bitcoin Spot ETF thì họ mua chứng chỉ Bitcoin rồi sau đó công ty sẽ dùng số tiền đó để mua Bitcoin nhưng mà ngược lại sau này khi mà họ muốn bán đó, thì cũng sẽ ngược lại công ty cũng sẽ bán Bitcoin thì đó đương nhiên là các bạn chúng ta có thể nghĩ Bitcoin Spot ETF đó, nó giống như một cái kính phóng đại giống như khi mà thuận đã chia sẻ trước đây khi chúng ta trong thời kỳ Boren thì nó sẽ dẫn đến dòng tiền được phóng đại lên các bạn tại vì chúng ta có thêm một cánh cửa, có thêm cái dòng tiền chảy vào mà trước đây không có cho nên cái dòng tiền chảy vào sẽ lớn hơn rất nhiều so với trước đây và khi mà đến mùa bear market thì sẽ ngược lại nhưng mà ngay bây giờ đó là lúc mà dòng tiền chảy vào như chúng ta đã từng nhìn thấy trong dòng là hơn cả tháng qua rồi cho nên cái mùa này là một mùa mà cũng rất là thú vị các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là cái xu hướng chung của mỗi một mùa đó chính là cái phần trăm tăng trưởng của Bitcoin đó cũng đã giảm đi theo từng mùa các bạn giống như khi chúng ta nói tới mùa đông à, giống như năm 2014 đó thì đúng đó. Thường nhớ bịch hồi đâu đó khoảng chừng là 200 đô mà thôi thì từ 200 đô lên tới cái đỉnh của năm 2017 đã là gần 20.000 đô cái sự tăng trưởng cực kỳ mạnh các bạn, không thể tưởng tượng được cái phần trăm tăng trưởng nhiều cỡ nào. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là năm 2018 đó, thì cuối năm đó giá bịch ở đâu đó khoảng chừng là 3.300 đô thì lên tới cái mức đỉnh của năm 2021 là khoảng 69.000 đô các bạn thì tăng cũng rất là đáng kể. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm đó tuy rất lớn nhưng mà khi mà so với lại cái chu kỳ trước đó thì đã giảm đi thì nhiều người nói là cứ tiếp tục đó thì chu kỳ này chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự tăng trưởng của mạnh nhưng mà sẽ giảm so với lại cái đợt trước đó là một giả thuyết khi chúng ta nhìn vào lịch sử nhưng mà có một sự khác biệt đó chính là kỳ này có Bitcoin Smart ETF và nếu chúng ta tin Bitcoin Smart ETF như là một cái kính phóng đại đó thì chúng ta có thể dòng tiền đợt này vào có thể nhiều hơn rất nhiều và ngược lại khi mà dòng tiền rời khỏi cũng sẽ rất là nhiều luôn các bạn các bạn có nghĩ đi chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng một tuần mà có hơn 2 tỷ đô la đi vào trong thị trường này thị trường đang dần làm quen với lại trong thời gian ngắn mà có số tiền hàng tỷ ra vào như vậy các bạn và hôm nay đó là một ngày mà có cái khối lượng giao dịch như thường chia sẽ đầu video cực kỳ lớn khi chúng ta nói tới những quỹ bịch con smart etf không tính ray scale luôn các bạn con số rất lớn có khối lượng giao dịch có mức là 2 tỷ đô la cao nhất kể từ cái ngày đầu tiên bắt đầu cho tới bây giờ và các bạn có thể nhìn thấy được là cái khối lượng giao dịch này có thể hình dung như thế này nó cao đến nỗi mà có thể xếp hạng trong top 10 của tất cả khối lượng giao dịch của tất cả ETF ở Hoa Kỳ. Cả mấy ngàn ETF các bạn, Bitcoin nằm trong top 10 tính theo cái volume giao ngày hôm nay và trong top 20 của tất cả các cổ phiếu rất là cao luôn. Và hôm nay là một ngày mà các bạn thấy giá cũng rất là biến động và tôi nghĩ là có một cái điều gì đó đang xảy ra Thuận vẫn chưa có nắm bắt được tình hình này như thế nào các bạn. Tại vì tuy là chúng ta thấy được là cái khối lượng nó nhiều như vậy nhưng mà chúng ta nhìn thấy là một phần khối lượng đến từ một cái quỹ ETF có tên là HODL các bạn Cái quỹ này đó là cái quỹ của VanEck Thì cái quỹ Bitcoin Smart ETF này thường không có nhiều volume đâu Không biết tại sao ngày hôm nay đó volume tăng 14 lần Tăng 14 lần so với lại à, những cái volume mà họ có ngày trước đó các bạn Thì tại sao bây giờ cũng chưa biết được Nhưng mà một điều thú vị đó là bây giờ vẫn chưa có thống kê chính thức Nhưng mà thường nhìn vào thống kê sơ bộ Thì cái volume là như vậy nhưng mà cái dòng tiền cuối cùng đó thì vẫn là dòng tiền dương cho cái quỹ này nhưng mà chỉ có 6 triệu mà thôi các bạn nghĩa là chúng ta có hàng trăm triệu đô la giao dịch nhưng mà tới cuối cùng chỉ có 6 triệu vào thị trường này mà thôi thì 6 triệu vẫn là con số dương nhưng mà có cái gì đó đang xảy ra tại vì chúng ta nhìn thấy được là không phải là một hai người giao dịch mà chúng ta có tổng cộng tính hết tới hồi sáng này đó là tới 32.000 giao dịch các bạn và con số này rất là cao có nghĩa là rất nhiều giao dịch đến từ nhiều người chứ không phải là từ một người hay là một nhóm nào đó thì không biết tại sao nó vẫn là một cái bí ẩn hiện tại và cái số lượng giao dịch những người khác đó cũng cao giống như chúng ta nói tới BlackRock hay là phải nhưng mà cái dòng tiền hôm nay đó thì thuận đón vẫn sẽ là dòng tiền dương nhưng mà nó cũng không có dương nhiều như chúng ta nghĩ đâu nhưng mà tiếp tục có dòng tiền dương mm -hmm. liên tục nhiều ngày là tốt rồi các bạn khi nào mà có thông tin khoảng chừng vài tiếng nữa tôi sẽ chia sẻ trên những mạng xã hội nhưng mà nào mà chưa theo dõi kênh thì cũng nên theo dõi kênh để mà nhận được những cái thông tin nhanh nhất hôm nay chú ý tôi sẽ chia sẻ những cái tin tức với các bạn tại vì hôm nay cũng có khá nhiều tin tức khi nào mà ít tin tức hơn nên thuận sẽ tâm sự nhiều hơn với các bạn thì chúng ta cũng đã có cái thống kê đến từ Rayscale GBDC thì hôm nay họ bán là 137 triệu đô la còn cái thống kê những quỹ còn lại thu vào bao nhiêu đó thì thuận sẽ chia sẻ thêm với các bạn vài tiếng nữa như thường vừa nói và chúng ta có thể nhìn thấy một cái hiện tượng khác xảy ra Bitwise CEO thì cũng đã chia sẻ là tuần trước có một công ty quản lý tài chính Công ty quản lý tài chính này không phải là lớn lắm, họ quản lý là dưới 500 triệu đô mà thôi Nhưng mà họ đã quyết định là thêm BITB các bạn Có nghĩa là cây quỹ Bitcoin Spot ETF của Bitwise vào các mô hình đầu tư với tỷ lệ là 3% cho các mô hình thận trọng và 5% cho các mô hình linh hoạt các bạn. Và đây là sự bắt đầu của giai đoạn 3. Thì chúng ta cũng từng nói đến là ba giai đoạn của Bitcoin Spot ETF. Chúng ta cũng nói tới giai đoạn đầu tiên là đang xảy ra từ ngày đầu tiên giao dịch tới bây giờ. Chúng ta thấy được là dòng tiền di chuyển chúng ta có những cái nhà đầu tư thông thường như thường các bạn tự đi thu mua Bitcoin Spot ETF. Giai đoạn thứ nhì là chúng ta nói tới là những cái tổ chức đầu tư họ sẽ tư vấn giống như chúng ta đã nói tới trong thông tin ngày hôm qua đây là cũng Bitwise. Họ nói là họ đã được chấp thuận để các cố vấn tài chính tại một công ty tư vấn trên toàn quốc quản lý 30 tỷ đô la tiếp cận một trong những công ty tư vấn lớn nhất tại Hoa Kỳ. Thì đây là cái giai đoạn thứ nhì và giai đoạn thứ ba đó chính là khi Bitcoin được thêm vào trong những cái mô hình hoạt động khi mà nói tới đầu tư các bạn tại vì cái này nó có cái ý nghĩa lâu dài hơn. Chúng ta có thể nghĩ là không phải ai cũng mua Bitcoin nhưng mà tôi có thể nói với các bạn là phần lớn những nhà đầu tư họ sẽ mua Bitcoin nếu như mà Bitcoin đó thực sự được thêm vào trên cái mô hình đầu tư như thế này. Tại vì sao các bạn tại vì phần lớn đó người ta đầu tư người ta không có muốn tự lựa chọn cổ phiếu này cổ phiếu kia đâu giống như là Hoa Kỳ giống như các bạn là một luật sư các bạn là một nhà sĩ đi thì các bạn cũng không có thời gian để mà tìm hiểu đầu tư. Các bạn chỉ muốn là ok, tôi muốn đầu tư theo cái tiêu chí này thì tôi mua cái mô hình đầu tư này nó đã làm sẵn rồi các bạn. Giống như là mô hình đầu tư thận trọng giống như tôi là người mà đã gần về hưu rồi Tôi không muốn chấp nhận nguy hiểm quá cao Thì có thể là mô hình đó chỉ có 3% Là vào Bitcoin mà thôi Tại vì 3% đó cho dù Bitcoin đó, Giảm nhiều đi nữa thì không ảnh hưởng Đến tổng cái danh mục đầu tư Nhưng mà ngược lại khi mà Bitcoin tăng lên thì 3% sẽ trở thành 6%, 9% nó sẽ có cái ảnh hưởng tốt đối với danh mục. Cho nên rủi ro và lợi nhuận đó, thì 3% là hợp lý cho thận trọng. Giả sử như vậy hay là bạn là một người mà mới gì đi làm còn trẻ thì ok, 5% muốn có cái mô hình linh hoạt hơn tại vì muốn có cái khả năng lợi nhuận nhiều hơn. Thì khi mà các bạn lựa chọn những cái mô hình đầu tư như thế này đó thì các bạn cũng không biết mình đầu tư cổ phiếu gì hay là thậm chí cũng không biết mình đầu tư bị kho luôn thì lúc đó mới là cái dòng tiền bền vững và lâu dài và sẽ là cái dòng tiền lớn bạn nhưng mà nó cần thời gian chúng ta chỉ mới bắt đầu nghe những thông tin này thôi và đây chỉ là một trong những công ty quản lý tài chính có 500 triệu đô trở xuống nữa các bạn 500 triệu đô trở xuống đối với lại cái thị trường quản lý tài chính là một công ty tương lối đang nhỏ đó các bạn không phải là lớn đâu chúng ta vẫn đang chứng kiến mọi thứ xảy ra như là thường đã từng chia sẻ với các bạn mọi thứ cần thêm thời gian một điều nữa cũng rất là thú vị các bạn đối với lại cái sự tăng trưởng của bitcoin đã dẫn đến là cái thị phần của MicroStrategy cái phần trăm vốn hóa đã lên tới 12 tỷ đô la cỡ đó tại vì bây giờ đó họ đã có khoảng chừng là 10 tỷ đô la Bitcoin rồi trong đó khoảng chừng 4 tỷ đô la là có lời rồi rất nhiều người cười Michael Saylor 2 năm qua Bây giờ Michael Saylor là người cười cuối cùng các bạn Tại vì bây giờ nếu như mà các bạn muốn công ty của mình đó, Ở trong cái nhóm S&P 500 Tuy gọi là S&P 500 Nhưng mà trong đó thôi nhớ là họ có khoảng 500 lẻ mấy công ty đó Đó là những công ty có vốn hóa lớn ở Hoa Kỳ Thì các bạn nhìn thấy được là cần phải có vốn hóa là khoảng 15.8 tỷ đô la tương đối Để có thể vào được cái nhóm này Và khi mà vào được rồi đó Thì chúng ta sẽ được là sẽ có cái dòng tiền Vào trong cổ phiếu của Michael cũng giống như chúng ta vừa nói đến là khi bitcoin được đi vào những cái mô hình đầu tư đó thì người ta sẽ đầu tư mà ta cũng không biết là đang lưu trữ bitcoin thì cũng tương tự các bạn bản thân thuận và rất nhiều người cũng mua những cái chứng chỉ liên quan tới S&P 500 tại vì đó uh, thuận không có thời gian để mà tìm hiểu từng công ty thì đây là một cách mà đơn giản bây giờ thuận nghĩ là tương lai đó những công ty này nói chung họ sẽ tăng trưởng đương nhiên có công ty sẽ lỗ công ty lời nhưng mà nói chung cả chỉ số này sẽ có sự tăng trưởng năm này qua năm nọ thì uh, thuận sẽ mua chỉ số S&P 500 tại vì đó là lòng tin của thuận thì nếu như mà trong đó có luôn Cả cổ phiếu MicroStrategy thì mỗi một tuần mỗi một tháng khi mà thuận trung bình giá đó thì một phần đó sẽ vào để mà mua cổ phiếu MicroStrategy Các bạn có thể hiểu được cái sự ảnh hưởng liên quan đến cổ phiếu MicroStrategy nó như thế nào Nếu như mà vào được S&P 500 Bây giờ vẫn chưa các bạn vốn hóa đó thì vẫn chưa đến cái mức là 15.8 tỷ Nhưng mà với cái sự tăng trưởng này của Bitcoin đó thêm chút xíu nữa Thì MicroStrategy hoàn toàn có thể được liệt vào S&P 500 Một công ty mà chuyên về Bitcoin xuất hiện trong chỉ số S&P 500 các bạn, một sự kiện rất là lớn. Và chúng ta còn nhiều thông tin khác nữa nhưng mà có một cái thông tin cũng rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó, chúng ta có cái người này rất nổi tiếng trong thời gian gần đây các bạn đó chính là Tucker Carlson là một trong những người mà trước đây làm việc cho đài truyền hình Fox rồi sau đó, đó đã có một cái kênh riêng ở trên uh, Twitter trên X các bạn và người này đã cũng đã từng uh, phỏng vấn Tổng thống của nước Nga là Vladimir Putin trong ngày gần đây và sau đó, đó thì uh, Tucker Carlson muốn phỏng vấn cựu Thủ tướng Anh là Boris Johnson thì uh, trong cái bài viết này đã được chia sẻ bởi Tucker Carlson thì... Uh, thất cười nói là cái người quản lý cho cựu thủ tướng của nước Anh là Boris Johnson à, đã nói là ông sẽ chấp nhận phỏng vấn nhưng mà với cái giá là một triệu đô la các bạn nhưng mà điều thú vị hơn đó là một triệu đô la này ông sẽ nhận bằng đồng đô la, bằng vàng hoặc là bằng bitcoin các bạn. <laughs> wow, điều mà làm cho thần bất ngờ hơn đó, không chỉ là cựu thủ tướng của nước Anh muốn được trả bằng Bitcoin mà là ông không muốn nhận đồng bản Anh của quốc gia mình. Không hiểu tại sao các bạn nhưng mà cũng thú vị Bitcoin là một trong những cái sự lựa chọn uh, song song với đà vàng hoặc là đô la trong trường hợp này thì chúng ta nhìn vào tình hình chung của thị trường chứng khoán mở cửa hôm nay ra sao các bạn thì chúng ta nhìn thấy được là kết thúc là một màu đỏ không giống như là Bitcoin hay là Crypto. Chúng ta có nhìn thấy được là Nasdaq đã giảm 0.92% ngày hôm nay chúng ta có S&P 500 giảm 0.6 và Dow Jones đã giảm là 0.17 Đương nhiên chúng ta thấy được là cái phần trăm giảm này Từ cái mức cao chúng ta đã từng nói đến là Trong năm nay đó thì chỉ số S&P 500 và Dow Jones sẽ đạt đỉnh mới rồi à, Chúng ta nhìn thấy pre-market thì bây giờ đó thì vẫn đang đỏ Với chỉ số Nasdaq Future thì giảm 0.3% Còn hai cái còn lại đó đã giảm khoảng chừng là 0.1 Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó Thì hôm nay thì vẫn cơ đó các bạn ngủ chút xíu mà thôi Ở mức là 77 đô 30 cent cho một thùng dầu Vẫn trong mức ổn định là từ 70 đến 80 nhưng mà chúng ta nhìn thấy đây cũng là cái mức coi như là tương đối cao trong thời gian gần đây nhưng mà vẫn chưa có gì là lo lắng hết còn vàng đó thì hôm nay cũng tăng nhẹ các bạn ở mức là 2.041 đô và 50 cent cho một ounce vàng crypto thì các bạn cũng đã biết rồi bitcoin hôm nay thì vẫn trên 52.000 đô và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là tình hình chung của cả thị trường đó, thì vốn hóa hôm nay đã tăng lên 0.9% chúng ta đã gần đến cái mức là 2.1 nghìn tỷ rồi các bạn và chúng ta nhìn thấy được là ngoại trừ chúng ta có bitcoin cũng khá ổn định so với giá của ngày hôm qua. Ethereum đó thì tăng 3.5% các bạn và 7 ngày qua Ether đã tăng 13.9% rồi ở mức là hơn 3.000 đô. Còn lại thì 50 50 các bạn chúng ta nhìn thấy trên màn hình khi mà nhìn vào Crypto Bubbles thì hầu như phân nửa màu xanh, phân nửa màu đỏ cũng có nhiều đồng rất là xanh nhưng mà không phải là cả thị trường đều xanh ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn vào một số những cái thông tin on chain đó và một trong những cái thông tin nhiều bạn muốn biết đó chính là phần trăm Bitcoin có lời bây giờ là như thế nào thì uh, chúng ta thấy được là cập nhật mới nhất ngày hôm nay là đã mất 94.49% rồi các bạn. Con số này đó nó là cái mức cao nhất trong thời gian nhiều tháng qua rồi và nó rất là gần, chỉ còn khoảng chừng là 0.51% nữa thôi là đi vào cái vùng màu đỏ bên trên này rồi các bạn. Như là hơn 95% đang có lời. Đó là cái tình hình của phần trăm có lời hiện tại. Chúng ta cũng có thể nhìn vào một số cập nhật liên quan tới những công ty đào thì họ còn bán hay là không. Thì chúng ta nhìn thấy là cái chỉ số MPI này là một chỉ số mà nó đo lường cái độ tương đối là cái lực bán bây giờ so với trung bình 12 tháng qua là cao hay thấp và nó đại diện bởi cái đường mà chấm chấm màu đỏ các bạn nhìn thấy trên màn thì hiểu đơn giản là cái đường màu xanh này nếu như mà qua khỏi dùng màu đỏ đó như là trong phạm vi này đó chính là lúc mà những công ty đào họ bán nhiều bây giờ thì không phải các bạn và chúng ta nhìn thấy được là bắt đầu từ đầu tháng này ra từ đầu tháng 2 thì chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh này luôn nằm bên dưới cái đường gạch gạch đỏ đỏ này có nghĩa là chúng ta có thể chứng kiến cái tốc độ bán của những công ty đào đó đã giảm xuống đáng kể rồi có thể họ đã bán những gì họ cần bán rồi và chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái thông tin tương tự nhưng mà cái này là nó tính cái số trung bình giải lên những sàn giao dịch đến từ những công ty đào thì cái các bạn sẽ nhìn thấy là chính là cái xu hướng các bạn và cũng tương tự bắt đầu là từ đầu tháng 2 đó chúng ta nhìn thấy được cái đường màu xanh này cũng đã có cái xu hướng là giảm xuống có thể hy vọng là vậy các bạn là những cái công ty đào nào cần bán họ đã bán trước hai bên rồi và coi như chúng ta chấm dứt cái sự kiện những công ty đào bán trong thời kỳ này khi nào mà có những sự thay đổi thông sẽ chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà có một điều đó các bạn cần phải quan tâm đến đó chính là hiện bây giờ chúng ta vẫn có rất là nhiều những cái lệnh đòn bẩy trên thị trường các bạn chúng ta có thể zoom vào đi để các bạn thấy rõ hơn là chúng ta nhìn thấy được là từ tháng 1 của năm nay chúng ta nhìn thấy được cái đường màu xanh này đại diện cho cái số lệnh đòn bẩy được mở đó thì luôn liên tục tăng lên các bạn mặc dù đã có nhiều đợt thanh lý như các bạn nhìn thấy những cái đợt mà có cái sự giảm xuống nhanh có nghĩa là có nhiều lệnh bị thanh lý đó nhưng mà sau đó đó cũng đã tiếp tục tăng trở lại thì lệnh đòn bẩy trên thị trường bây giờ vẫn còn rất là nhiều và nhiều lệnh đòn bẩy sẽ dẫn đến nhiều cái sự dao động các bạn tại vì nếu như mà chúng ta nghĩ đến là giá tăng mạnh sẽ dẫn đến là thanh lý suất và giá giảm mạnh sẽ dẫn đến là thanh lý lon các bạn và đó là cái tình hình hiện tại nếu như các bạn nghĩ là chúng ta sẽ đi ở cái mức khoảng 52.000 đô một thời gian dài đó thì có thể như mà trong vòng một ngày có thể có nhiều cái sự biến động như chúng ta đã chứng kiến ngày hôm nay và một điều khác nữa thì tuy là như vậy nhưng mà một điều Tâm thường cảm thấy là nó đỡ lo hơn Đó chính là chúng ta khi mà nhìn thấy được từ đầu năm tới bây giờ đó Tuy là những cái lệnh đòn bẩy đã tăng đáng kể Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần trăm đòn bẩy sử dụng đó Thì cũng tăng nhưng mà không có tăng mạnh Như là chúng ta nhìn thấy cái số lượng lệnh tăng Thì coi như cũng có nhiều lệnh hơn Nhưng mà những lệnh đó cũng sử dụng tương đối dựa theo tài liệu đến từ crypto khoa nên là không phải là nhiều đồng bảy lắm có nghĩa là nhiều bạn có thể là sẽ không sử dụng là 50 x hay một trăm x hiện giờ đâu chúng ta có thể thấy thêm một thông tin nữa thông tin này được chia sẻ trực tiếp à, bởi ceo của crypto Khoan. và đây là một cái thông tin cũng khá là thú vị cho thấy được là chúng ta đang chứng kiến là có một cái sự tích lũy đến từ những cái địa chỉ ví bitcoin mà chuyên tích lũy thêm thì hiểu đơn giản hơn như thế này đây là một cái sự chọn lọc của crypto Khoan. họ chọn lọc những địa chỉ ví mà trước hết chỉ tích lũy mà thôi không có dấu hiệu là có Bitcoin rời khỏi. Thứ nhì nữa là địa chỉ đó phải có ít nhất là 10 BTC. Kế đó là họ sẽ không tính những địa chỉ ví thuộc về những cái sàn giao dịch hoặc là những cái công ty đào. Và kế đó họ sẽ lựa chọn những cái địa chỉ ví mà có ít nhất là hai giao dịch và những địa chỉ ví mà có ít nhất là một 1 giao dịch trong vòng 7 năm qua tại vì nếu như mà xa hơn nữa có thể địa chỉ ví đó Đã mất khóa cá nhân rồi nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái đường mà màu vàng trên màn hình đó những cái thanh này đã có sự tăng gần đây rất là cao luôn có nghĩa là chúng ta tiếp tục nhìn thấy được một hiện tượng đó là những cái địa chỉ ví mà chuyên tích lũy bịch khôi tích lũy thêm bịch khôi và đây cũng có thể là một những lý do tại sao mà có nhiều người có lời như vậy tại vì chúng ta có thể thấy là những công ty đào bán hoặc chúng ta có thể thấy được một số những cái nhà đầu tư riêng lẻ cũng có thể bán nhưng mà cái số lượng đó đó, nó so với lại tổng cái số lượng đã được lưu trữ bởi những hodler hiện bây giờ thì không loại nhiều nghĩa là những hodler những người đầu tư lâu dài họ vẫn đang nắm chặt bịch con của mình chứ họ không muốn bán ở ngay thời điểm này đó là những gì mà chúng ta có thể nhận được đến từ tài liệu on chain chúng ta sẽ nói tới một số những tin tức khác đi các bạn hôm nay đã có một tin tức đến từ công ty Circle Circle là công ty mà họ phát hành đồng USDC đó thì họ đã thông báo là sẽ ngừng hỗ trợ USDC trên Tron bắt đầu từ ngày hôm nay đó thì Circle sẽ không còn phát hành USDC trên Tron nữa Việc gửi và giao dịch USDC trên Tron thì vẫn sẽ diễn ra bình thường cho đến hết tháng 2 năm 2025 cho nên các bạn lưu ý Vẫn còn một thời gian dài các bạn Vẫn còn một năm nữa Nhưng mà sau đó sẽ không còn USDC control Lý do tại sao đó Họ không nói rõ Họ chỉ nói là vì lý do liên quan đến uh, Quy định pháp lý Chứ không nói rõ là lý do tại sao Tôi cũng muốn cập nhật với các bạn Một trong những cái đề tài Chúng ta đã nói tới ngày hôm qua Là hôm qua đã tin đồn thôi các bạn Nó chính là cái người trên màn hình Các bạn nhìn thấy đó Cái người này có tên là John Deaton Đây là một luật sư rất nổi tiếng Và mà một trong những luật sư Mà đã giúp đỡ trong vụ kiện của Ripple chiến thắng SEC cũng như là ông cũng đã từng đi lính ở Hoa Kỳ các bạn thì đây là một người mà cũng rất có tiếng tầm và trước đây đó là tin đồn ông sẽ đứng ra để mà ứng cử cái chức thượng nghị sĩ để mà chống lại thượng nghị sĩ anti crypto Warren nhưng mà hôm nay đã là sự thật rồi các bạn nhìn thấy được đây là cái trang ứng cử chính thức của ông thì chúng ta cũng đã biết là ngày hôm qua đó thượng nghị sĩ Warren Elizabeth Warren cũng đã gửi một cái lá thư nói là bà không lo lắng nhưng mà hãy quyên góp cho bà Giống như là bà nói bà không lo lắng nhưng mà cái giọng điệu chúng ta thư à, thì hoàn toàn khác. Hôm nay khi mà có thông tin chính thức rồi đó thì các bạn thấy được là bà lại gửi thêm một cái email nữa đến cho những người ủng hộ bà và một lần nữa kêu gọi quyên góp các bạn bao nhiêu cũng được, ba đồng cũng được, 15 đồng cũng được, 28 đồng cũng được. Tại vì sao? Để thường đọc cho các bạn nội dung của bức thư này. Luật sư John Deighton đã chính thức công bố việc tranh cử chức thượng nghị sĩ với lại Elizabeth Warren sáng nay. Thượng nghị sĩ Warren đã nhanh chóng gửi thêm một email kêu gọi quyên góp với nội dung như thế này đã chính thức John Deaton, một ứng cử viên Cộng Hòa, có nguồn tài trợ dồi dào đã khởi động chiến dịch tranh cử chức thượng nghị sĩ ở Massachusetts để đối đầu với tôi. Rõ ràng là nhóm Cộng Hòa MAGA, có nghĩa là cái nhóm của cụ tổng thống Donald Trump đó, Make America Great Again, không thể tìm thấy một ứng cử viên nào ở Massachusetts có thể ứng cử chống lại tôi. Vì vậy, họ đã đưa một người từ bang Rhode Island tới. Người này có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa GOP và các nhóm lợi ích đặc biệt. Ý bà đang nói tới là crypto rồi các bạn. Và điều này rõ ràng là chúng ta đang đối đầu với những người của đảng Cộng hòa quyết tâm lấy lại thượng viện và thực hiện những chương trình nghị sự của Trump chúng ta đang đối đầu với những người bạn giàu có của họ những người đang cố gắng ngăn chúng ta đánh thuế người giàu quản lý các ngân hàng lớn và không muốn chính phủ của chúng ta làm việc vì người lao động đó là những gì được chia sẻ bởi thượng nghị sĩ warren và sau đó đó cái này mới quan trọng các bạn Bà nói là chúng ta cần một cơ sở mạnh mẽ để cạnh tranh và chiến thắng. Bạn có thể góp một ít là 28 đô la hoặc bất kỳ số tiền nào bạn có thể để giúp chiến dịch tái đắc cử của tôi không. Chúng ta cần phản ứng trước việc phát động chiến dịch của đối thủ với cái số tiền quyên góp mạnh mẽ nhất để cho họ thấy là họ đang đối đầu với ai. Thì các bạn nhìn thấy được là hôm qua tới nay đã hai email rồi Bà thì nói là bà không lo lắng khi mà có sự xuất hiện của John Deaton đứng ra để mà ứng cử chống đối với bà Nhưng mà rõ ràng trong giọng điệu thì rất lo lắng các bạn Và đương nhiên tôi đã từng chia sẻ Cái chiến lược anti-crypto của bà đã có thể là không có mang lại những cái sự ủng hộ mà bà mong đợi đâu cái số lượng người mà chống đối crypto so với số lượng người mà yêu thích crypto ra Thường nghĩ là một trời một vật thì các bạn Đương nhiên vẫn có rất nhiều người không thích crypto hiện tại Nhưng mà cái phần thích crypto thường vẫn nghĩ là nhiều hơn Và ngược lại có rất nhiều người họ cũng không quan tâm đến crypto Cho nên cái chiến lược anti-crypto của bà không thu hút được những người đó Cái số lượng ghét crypto đó không bao nhiêu Nhưng mà cái số lượng mà đang đầu tư crypto uh, thì... Uh, lại không thích những gì mà bà đang nói và nhất là trong trường hợp mà tình hình rất là tốt thì bây giờ đối với thị trường các bạn cả năm qua thị trường liên tục tăng trưởng và bây giờ đó thì ở bên John Deaton thì cũng chấp nhận quyên góp các bạn nhưng mà bây giờ là chỉ quyên góp bằng đô la mà thôi nhưng mà John Deaton cũng đã xác nhận là ông sẽ Tạo ra một cái trang để cho những ai Mà muốn ủng hộ chiến dịch ứng cử của ông Bằng crypto thì có thể quyên góp Đó là thông tin uh, liên quan đến John Deaton Còn vài tin tức khác nữa các bạn Chúng ta có một cái thông tin liên quan đến Hàn Quốc Thì uh, chúng ta cũng thấy được là Trong bối cảnh sắp diễn ra cái cuộc tổng tuyển cử Ghế quốc hội vào ngày 10 tháng 4 Của năm nay đó thì hiện bây giờ Cả hai đảng lớn của Hàn Quốc Đều đang thúc đẩy việc cho người dân Đầu tư vào những quỹ Bitcoin Spot ETF Và cho phép các tổ chức tài chính triển khai các quỹ Bitcoin ETF các bạn. Chúng ta cũng đang nhớ là cách đây khoảng chừng 2 tuần đó thì Bộ Tài chính Hàn Quốc nói là no no, chúng tôi không muốn có Bitcoin Spot ETF và nó không hợp lệ Hàn Quốc. Một ngày sau đó không phải là dài ngày sau đó các bạn ngay ngày hôm sau thì là có thông tin là đến từ văn phòng tổng thống ở Hàn Quốc thì nói là no no bây giờ hãy nên suy nghĩ lại và hiện bây giờ cả hai đảng ở Hàn Quốc đều ủng hộ việc có Bitcoin Spot ETF các bạn thấy được là những cái chiến dịch để mà chấp nhận crypto đó thì nó có cái hiệu ứng tốt hơn là chống đối như là lý do thường Duy chia sẻ với các bạn thường không nghĩ là những chiến lược chống đối có thể mang lại được nhiều lợi như là những người đó nghĩ đâu ủng hộ crypto sẽ có nhiều lợi hơn cũng giống như là lý do tại sao Bitcoin tồn tại các bạn như thường thường hay chia sẻ với các bạn bị còn tồn tại chỉ vì hai chữ đó chính là lợi ích mà thôi các bạn bitcoin không năn nỉ ai đào mình hết và bitcoin cũng không có một cái quỹ gọi là quảng cáo cũng không có công ty bitcoin bitcoin hoạt động hoàn toàn dựa vào hai chữ lợi ích mà thôi chỉ cần có lợi ích thì bitcoin còn tồn tại các bạn mỗi người đầu tư bitcoin mỗi người tham gia vào mạng lưới mỗi người tham gia vào để mà đào thì đều vì lợi ích riêng của họ và vì lý do đó một mạng lưới chỉ vì lợi ích nó sẽ rất là mạnh giống như là chúng ta nhìn thấy được là những quốc gia họ có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn khi mà chấp nhận Bitcoin hơn là chống đối Bitcoin Chúng ta có thể nghĩ đến là những cái công ty đào họ có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn khi mà tham gia ủng hộ mạng lưới hơn là chống đối mạng lưới Tất cả chỉ vì hai chữ lợi ích trên nền mạng lưới Bitcoin rất là vững mạnh cho đến ngày hôm nay và chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa nó liên quan đến một cái dịch vụ gọi là Bitcoin Name Service hay là BNS. Thì đây là một cái dịch vụ mà giống như là các bạn nhìn thấy ở trên Twitter đó thuần có giống như là capital eth thì đây là một trong những cái mà các bạn có thể giống như là mua tên miền nhưng mà tên miền ở trên blockchain các bạn thì thay gì là khi mà thuận nói các bạn gửi cho thuận crypto qua địa chỉ ví này thì nó là một cái hàng dài các bạn chữ và số nhưng mà khi mà thuận có thể có một tên miền thuộc có thể kết nối tên miền đó với địa chỉ ví thì các bạn lên trên mạng lưới chỉ cần bấm vào là giống như là thuận capital .E, thì các bạn có thể là gửi qua cái ví đó nó kết nối với lại một địa chỉ ví mà các bạn không cần phải nhớ địa chỉ ví đó là gì thì đó là cái lý do là sao mà người ta có tên miền các bạn và bây giờ đó tại vì chúng ta đã có stacks chúng ta đã bắt đầu là có những cái lập trình cho mạng lưới bitcoin thông qua mạng lưới tầng hai là stacks mà tôi từng chia sẻ với các bạn thì bây giờ người ta cũng có thể mua tên miền ở trên mạng lưới bitcoin các bạn nhưng mà nó chỉ kết nối với những cái địa chỉ ví của web 3 mà thôi nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là bitcoin name service đây là một giải pháp cho địa chỉ ví bitcoin dài và khó nhớ Tên miền đạt BTC được lưu trữ và quản lý thông qua Bitcoin Name Service BNS, một hệ thống được xây dựng trên Stacks, một layer 2 riêng biệt như thường đã từng chia sẻ với các bạn được thiết kế để mà mở rộng và tăng cường khả năng của Bitcoin và nhất là áp dụng hợp đồng thông minh trên tầng 2. Và thùng cũng đã có một cái bài viết chia sẻ trên mạng xã hội như mà nào mà muốn biết hơn thì có thể là đọc bài viết đó, nhưng mà bây giờ chúng ta đã có BNS rồi các bạn. Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới công ty Big River. Thì công ty Big River này đó họ sẽ xây dựng một cái xưởng đào à, trong lãnh thổ của nước Nga. Các bạn xưởng đào này đó chỉ giá là hơn 15 triệu đô la và ở gần biên giới với Mông Cổ. Và sẽ bắt đầu hoạt động vào giữa năm 2024. Big River là một chiến công ty đào hiếm hoi mà họ đã quyết định là đào ở Nga các bạn. Và vẫn tiếp tục thực hiện dự án trong cái tình hình là đối đầu với lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ. CEO của BitRiver đó, ông nói là ông vẫn tin vào tiềm năng và lợi nhuận từ việc đào Bitcoin ở nước Nga, nhất là sau có sự kiện bình sắp tới, nhấn mạnh là lợi thế của Nga với nguồn năng lượng sạch từ thủy điện và điện hạt nhân. Cái vấn đề mà chúng ta đã từng nói đến trước đây đó là cách đây nhiều năm rồi các bạn, không phải là chỉ mới đây đâu, không phải là chỉ sau khi mà có cái sự kiện giữa Nga và Ukraine. Trước đó nữa thì cái tình hình trước ở Nga nên thì cũng đã khá là phức tạp rồi các bạn nhưng mà nằm theo dõi kênh 7 năm qua cũng đã biết là chúng ta đã nói tới rất nhiều những cái tin tức lúc thì cấm lúc thì không cấm lúc thì cấm sử dụng bitcoin lúc thì cho phép đầu tư bị khôi, lúc thì không cho đào, lúc thì cho đào, các bạn nói chung đó là có có rất nhiều cái sự thay đổi trong vòng mà 7 năm qua rồi. Nhưng mà cái thông tin mới nhất tôi nhận được, những mình nào mà sống ở Nga thì có thể chia sẻ để cho mọi người biết hơn. Nhưng mà cái thông tin cuối cùng mình thu nhận được liên quan tới nước Nga đó chính là ở nước Nga thì các bạn vẫn có thể đầu tư crypto được hiện tại nhưng mà bắt đầu từ năm 2020 đó thì ở nước Nga có thể đầu tư Bitcoin nhưng mà không thể dùng để mà làm phương tiện thanh toán như là tiền được và bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 đó nếu như mà giao dịch di chuyển crypto hơn khoảng chừng là 7.757 đô la nghĩa là 600 rubles đó, thì phải báo cáo với lại sở thuế của nước Nga và cái này nó liên quan đến người dân cũng như là ở công ty luôn các bạn và À, những cái công ty đào có nền vẫn chưa có rõ các bạn những công ty đào và những sàn đó thì cũng phải báo cáo những giao dịch với lại à, nước nga tôi không biết là những cái thợ đào họ sẽ báo cáo như thế nào những công ty sàn giao dịch thì cũng đơn giản hơn tại vì họ có kyc nhưng mà những công ty đào thì làm sao báo cáo cái này thường chưa có rõ các bạn nhưng mà đây là thông tin mới nhất mà thường có thể tìm được và chúng ta có thể nhìn thấy được là bất cứ ai mà không khai báo trong cái phạm vi là 3 năm mà cái con số di chuyển giao dịch lên tới 615.000 đô nghĩa là 45 triệu rubles thì có thể là bị phạt lên tới 500.000 cho đến 2 triệu rubles 5 năm đi lao động hoặc là bị phạt tù đến 18 tháng cho đến 5 năm tùy theo là con số bao nhiêu và trường hợp và nếu như mà con số dưới 45 triệu rúp thì cái hình phạt cũng sẽ tương tự nhưng mà nó có cái mức phạt thấp hơn thì đây là những cái thông tin mới nhất mà thùng có thể nhận được đến từ nước Nga nhưng mà nào mà sống ở đó hiểu hơn thì có thể comment ở bên dưới nhưng mà cái mà thùng muốn chỉ là được đó là vì những cái sự khó hiểu đó trong vòng bao nhiêu năm qua đã dẫn đến là nước Nga là một nước mà đáng lý cũng có nhiều tiềm năng các bạn. Tại vì nhất là sau khi mà Trung Quốc hồi năm 2021, họ đã ra quyết định là không hỗ trợ rất nhiều nơi đào Bitcoin nữa bây giờ vẫn còn một số nơi đào Bitcoin Trung Quốc nhưng mà rất là ít các bạn phần lớn đó, họ đã phải ra khỏi Trung Quốc và nếu như các bạn nhìn vào cái khu đó đó thì nơi mà có thể tìm thấy được cái nguồn điện có thể gọi là giá rẻ và cái thời tiết phù hợp để đào có thể nước nhà nhưng mà đó không phải là địa điểm mà nhiều công ty đến các bạn tới cuối cùng đó các bạn thấy được là phần lớn những công ty đào họ đã di chuyển qua Hoa Kỳ Hoa Kỳ bây giờ đang đứng đầu tính theo cái thống kê cho đến cuối năm ngoái là khoảng 35.4% tốc độ đào nằm ở Hoa Kỳ hiện tại là quốc gia đào Bitcoin lớn nhất kế đó là Kazakhstan là 18.1% của tốc độ đào kế đó nước Nga các bạn đứng thứ ba vẫn cao nhưng mà đứng thứ ba hiện tại là 11.23% Canada là 9.55 kế đó là Ireland rồi Malai Lai rồi Đức và Iran và nếu như chúng ta nói tới Hoa Kỳ là cái nơi mà đào Bitcoin nhiều nhất hiện tại đó thì một câu hỏi thường nhận được rất là nhiều là đào một kho tốn bao nhiêu tiền thì rất là khó biết các bạn tại vì mỗi nơi đều có chi phí khác nhau chi phí mướn mặt bằng chi phí tiền điện chi phí mướn nhân viên nhiều chi phí khác nhau cho nên các bạn nhìn thấy được là cái mức giá đào được một bịch khôi đó khác nhau tùy theo là các bạn đang ở đâu nhưng mà nếu chúng ta chỉ nói là hoa kỳ bây giờ đi tại vì hoa kỳ là cái nơi mà có cái số lượng bịch khôi đào nhiều nhất thì chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đây là một cái thống kê tính tới cuối năm ngoái của những tiểu bang ở Hoa Kỳ thì tùy theo tiểu bang giống như chúng ta nói tới Cali đi thì nơi thường ở đó thì Cali để đào được một khôi đó sẽ tốn đâu đó khoảng chừng là 35.845 đô tiền điện rồi tiền mặt bằng thì nhân viên tất cả chi phí tính chung là cỡ đó các bạn thì nếu như mà đào cỡ đó ở cái mức bây giờ là khoảng 52.000 đô thì vẫn có lời nhưng mà nếu nói là đào khôi mà lời như đó đó thì có thể là nhiều nơi khác đào lời nhiều hơn rất là nhiều chứ các bạn nhìn thấy được trên màn hình đó, thì cái nơi mà tốn nhiều chi phí nhất để đào khôi, Đó chính là Hawaii Thường không nghĩ là công ty đào nào ở Hawaii đâu các bạn Tại vì để trả tiền điện và những chi phí khác đó Thì... Uh... Ước tính bây giờ tốn tới 54.862 đô để tạo ra một Bitcoin Hawaii. Thì ở mức giá bây giờ họ sẽ lỗ các bạn. Và chưa tính tới là sẽ có Bitcoin Haven sẽ dẫn đến là cái số lượng thu nhập sẽ giảm đi phương nữa. Và cái tiểu bang mà thấp nhất tuy ở đây nó có khoanh cái chỗ là tiểu bang Louisiana nhưng mà các bạn cũng đã comment bên dưới nó là không. Nếu nhìn kỹ lại đó, tiểu bang mà có cái mức giá chi phí đào thấp nhất đó chính là tiểu bang Georgia các bạn ở mức là 13.143 thì nếu như mà các bạn có thể đào ở cho cho 13.143 và bán ở cái mức bây giờ là 52.000 đô thì có lời rất là nhiều đây cũng có thể là lý do tại sao mà nhiều công ty đào à, họ có thể là bán nhất là những công ty nhỏ các bạn họ bán Bitcoin không gần đây tại vì họ muốn giữ trữ số tiền mặt để có thể qua khỏi cái thời kỳ Bitcoin halving tại vì ngay cái lúc Bitcoin halving thì cái thu nhập của họ sẽ giảm đi phân nữa. và họ phải chờ cho đến khi nào mà giá Bitcoin tăng lên thì họ mới bắt đầu hồi phục lại cái thu nhập của họ và từ đó thu nhập của họ sẽ bắt đầu tăng lên miễn là họ tiếp tục và cải tiến cái quy trình đào của họ thì đây là một cái thống kê ít nhất cho các bạn nhìn thấy được là đào bịch không bây giờ nó cỡ là bao nhiêu đây là cái tính đại khái thôi các bạn nhưng mà cũng có thể cho các bạn thấy là đào bịch không bây giờ nếu như mà những thông tin này chính xác đó thì cái nơi rẻ nhất của hoa kỳ cái bàn đào các bạn có thể lời khoảng chừng là hơn 4 lần hiện tại và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn